Để ứng phó với bão số 5, ngay từ sáng sớm, 100% cán bộ chiến sĩ công an phường Thọ Quang, dân quân, dân phòng đã được huy động, đã sức giúp đỡ ngư dân di chuyển. Tại khu vực bãi ngang phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nơi neo đậu hơn 200 phương tiện thúng máy, ghe nàng đánh bắt cá gần bờ của ngư dân, chỉ sau 3 giờ đồng hồ, tất cả tàu ghe của ngư dân đã được di chuyển vào sâu trong bờ. 5 giờ sáng thì nhờ anh em công an với bên hậu nông dân rồi xuống giúp đỡ cho bò câu, ghe thuyền thúng mũng với thúng nhỏ thúng lớn. Tổ chức tuyên truyền bà con ngư dân là thực hiện công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn. Thứ hai là phối hợp với các ban ngành như dân quân, bảo vệ dân phố là phối hợp và đưa các thuyền thúng của ngư dân hiện đang ở dưới nước để lên bờ tránh trú bão an toàn. Cùng với việc di chuyển phương tiện ngư lưới cụ giúp ngư dân, lực lượng cảnh sát khu vực được lệnh xuống cơ sở nắm tình hình, giúp đỡ người dân, hộ gia đình neo đơn, chèn chống nhà cửa, di chuyển tài sản để ứng phó với bão. Ở thời điểm này, 100% lực lượng vũ trang đã sẵn sàng để hỗ trợ chính quyền thành phố Đà Nẵng và người dân. Đã thành lập cái tổ 319, trong đó công an phường là chủ công, quân sự, dân phòng, dân phố, quy tắc cùng tập hợp lại với nhau. Trong quá trình có việc gì xảy ra thì chúng tôi triển khai cho cái lực lượng này để triển khai kịp thời đến các cái địa bàn khu dân cư. Bão số 5 được đánh giá là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp đang tiến rất nhanh vào đất liền. Lực lượng công an đang tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, các cấp, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó phòng tránh bão. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão này, chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân không được chủ quan, luôn trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó với cơn bão, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.